Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Trong video clip ngày hôm nay thì Điệp xin tiếp tục cập nhật các thông tin về di trú nổi bật trong tuần qua liên quan đến lãnh sự quán Mỹ và visa Mỹ, được cập nhật từ ngày thứ hai là ngày 25 đến ngày thứ sáu là ngày 29 tháng 7. Các thông tin sẽ được cập nhật trong video clip này sẽ là: đầu tiên là lãnh sự quán Mỹ thông báo hủy nhiều buổi hẹn phỏng vấn trong tháng 8. Thông tin thứ hai là lãnh sự quán Mỹ phát thứ hẹn phỏng vấn vào tháng 9 và mở hệ thống đặt hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán và mở hệ thống bổ sung R2A. Và thông tin thứ ba là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn các loại visa không định cư là visa du lịch, du học và công tác. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Thông tin đầu tiên Điệp muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là lãnh sự quán Mỹ thông báo hủy nhiều buổi hẹn phỏng vấn trong tháng 8. Vào chiều tối ngày 28 tháng 7 theo giờ của Việt Nam, lãnh sự quán Mỹ đã gửi nhiều email thông báo hủy buổi hẹn phỏng vấn cho nhiều hồ sơ. Lãnh sự quán hủy các buổi hẹn phỏng vấn thuộc diện K1 và các buổi hẹn phỏng vấn của các diện bảo lãnh định cư như là diện IR1, IR5 và các diện F. Đây là email thông báo hủy buổi hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán gửi cho các hồ sơ. Nội dung trong email này thì lãnh sự quán nói rất là ngắn gọn. Kính gửi đương đơn, cuộc hẹn của quý vị đã bị hủy vì hệ thống đặt hẹn bị lỗi. Vui lòng đặt lại lịch hẹn mới khi các cuộc hẹn được mở. Nếu quý vị có câu hỏi nào liên quan đến hồ sơ của quý vị, vui lòng liên hệ lãnh sự quán tại đường link này. Xin cảm ơn. Đa số các buổi hẹn phỏng vấn bị hủy là trong tháng 8 năm 2022. Lãnh sự quán Mỹ chỉ thông báo hủy lịch hẹn và yêu cầu các hồ sơ này tự tìm đặt lịch hẹn mới trên hệ thống. Nếu như cô chú và các anh chị có buổi hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán trong tháng 8, thì chúng ta nên kiểm tra lại hộp thư email của mình hoặc là liên hệ với các dịch vụ luật sư làm hồ sơ cho cô chú và các anh chị để kiểm tra lại buổi hẹn phỏng vấn của mình. Thông tin thứ hai để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là lãnh sự quán Mỹ phát thư hẹn phỏng vấn dành cho tháng 9. Vào hai ngày 25 và 26 tháng 7, thì lãnh sự quán Mỹ đã có hai đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Thư hẹn phỏng vấn được phát ra trong hai đợt này là dành cho các diện CR1, CR2, IR1, IR2 và IR5, là các diện bảo lãnh vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi và cha mẹ của công dân Mỹ. Các hồ sơ này có ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 5, tháng 6 và một số hồ sơ hoàn thành trong đầu tháng 7 năm 2022 đã nhận được thư hẹn phỏng vấn. Ngày hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán hẹn là sẽ vào đầu và ngày giữa của tháng 9 năm 2022. Và đến tối ngày 29 tháng 7 theo giờ của Việt Nam, lãnh sự quán Mỹ đã tiếp tục phát thư hẹn phỏng vấn đợt thứ 3 trong tháng 7 này. Và kỳ này thì lãnh sự quán đã phát thư hẹn phỏng vấn cho các diện F là diện F1, F2A, F2B, F3 và F4. Các hồ sơ có ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020 đã nhận được thư hẹn phỏng vấn. Ngày hẹn phỏng vấn mà lãnh sự quán hẹn là các ngày trong tháng 9 năm 2022. Và như vậy thì qua đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ 3 này, đây là đợt phát thư hẹn phỏng vấn cuối cùng trong tháng 7 mà lãnh sự quán thực hiện. Hy vọng là bắt đầu trong tháng 8 tuần sau, lãnh sự quán Mỹ sẽ tiếp tục phát nhiều thư hẹn phỏng vấn trong tháng 8 cho cô chú và các anh chị. Thông tin tiếp theo để muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật hệ thống đặt hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán và hệ thống bổ sung giấy xanh R2A. Trong tuần này, lãnh sự quán Mỹ đã có hai đợt mở lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán. Vào đợt đầu tiên, lần thứ nhất là vào ngày 25 tháng 7, ngày thứ hai. Các ngày hẹn mà lãnh sự quán mở là trong tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, đặc biệt qua đợt mở lần thứ nhất này,
thì sau đó vào ngày 28 tháng 7, lãnh sự quán Mỹ đã bất ngờ gửi email thông báo hủy nhiều buổi hẹn phỏng vấn của các hồ sơ đã đặt qua đợt 1 này, và với lý do lãnh sự quán nói là lỗi hệ thống. Trong đợt mở lần thứ nhất này vào thứ Hai, thì lãnh sự quán Mỹ cũng đồng thời mở hệ thống đặt hẹn bổ sung với Sun Error 2A. Các ngày hẹn bổ sung với lãnh sự quán là vào trong tháng 8 năm 2022. Và đợt mở thứ hai của lãnh sự quán là vào chiều ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 7. Lãnh sự quán mở hệ thống đặt lịch hẹn dành cho tháng 9 năm 2022. Lịch hẹn được mở ra dành cho các diện CR, IR, các diện F phỏng vấn lại, các diện SB1 xin tái nhập cảnh dành cho các thường trú nhân khi mà rời khỏi Mỹ quá 1 năm, và diện K1. Tuy nhiên thì số lượng chỗ của các ngày này trong tháng 9 thì lãnh sự quán dành không nhiều, và chưa tới 5 phút là lịch này đã được đặt kín. Diện K1 thì lãnh sự quán mở rất là ít chỗ trong đợt này, vì vậy thì diện K1 chỉ khoảng 2 phút là đã kín hết lịch hẹn. Từ đầu tháng 7 cho tới nay thì đây là lần mở lịch hẹn chính thức từ lãnh sự quán. Vì vậy thì mức độ cạnh tranh lấy lịch hẹn giữa các hồ sơ qua đợt này rất lớn. Lịch hẹn đã rất nhanh chóng được đặt kín so với các tháng trước đây. Và hiện nay cũng còn rất nhiều hồ sơ vẫn chưa kịp lấy được lịch hẹn với lãnh sự quán trong đợt này. Hiện tại thì Điệp vẫn còn tiếp tục hỗ trợ cô chú và các anh chị đối với các trường hợp cô chú và các anh chị cần đặt lại lịch hẹn phỏng vấn với lãnh sự quán, hoặc là tìm lịch hẹn phỏng vấn diện K1 hôn phu hôn thê, và các diện tái nhập cảnh dành cho các thường trú nhân diện SB1, hoặc là các trường hợp hồ sơ cần đặt lịch hẹn R2A với lãnh sự quán để bổ sung giấy xanh, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua email này. Và thông tin về di trú thứ ba thì muốn cập nhật với cô chú và các anh chị là cập nhật thời gian chờ lịch hẹn phỏng vấn visa diện không định cư với đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ. Các loại visa không định cư này không bao gồm diện đính hôn, hôn phu, hôn thê, diện K1. Trung tâm visa NVC đã cập nhật bản thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn visa diện không định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán. Tại Việt Nam, chúng ta sẽ có một đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và một tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin được Trung tâm Visa NVC cập nhật, thì tại đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, diện B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ để có buổi hẹn phỏng vấn trống của tuần này đã giảm xuống rất nhiều, chỉ còn 24 ngày để có buổi hẹn phỏng vấn trống với đại sứ quán. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ chỉ còn có 2 ngày. Và các loại visa không định cư khác, thời gian chờ hiện nay cũng còn chỉ có 4 ngày. Và theo cập nhật của Trung tâm Visa NVC tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần này thì ngày hẹn cũng đã giảm xuống. Diện B1, B2 du lịch và công tác, thời gian chờ hiện nay là 95 ngày. Visa diện du học hoặc là trao đổi sinh viên, thời gian chờ hiện nay chỉ còn 1 ngày. Và các loại visa không định cư khác, thời gian chờ hiện nay là 21 ngày. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị